Nguyên lai ta là Tu Tiên Đại Lão tập 302, công tử đâu? Nói là có lời nói với hậu thổ nương nương nên cùng nhau đi vào. Hả, có lời gì mà cô không nghe được? Công tử, đương nhiên có dự tính của bản thân công tử, Điện Diêm La. Lý công tử, mời ngồi ở đây. Hậu thổ nương nương ở đây, ta ngồi ghế trên sợ là không thích hợp lắm. Lý công tử có đại ân với địa phủ của ta, huống chi lại là thánh nhân công đức, theo lý nên ngồi ở ghế trên. A, à, cái này. Có chút đạo lý, có chút đạo lý. Ha ha ha. Vậy ta nói nhé. Mời nói, mời nói. Lúc đầu Phật môn bị sụp đổ là vì trong thiên địa xuất hiện một vị nhân vật ghê gớm. Tu vi của người này hơn xa thánh nhân, cùng cấp với đạo tổ, còn là kẻ đứng sau gây ra Long Phượng sơ kiếp. Tên là La Hầu. La Hầu ư? Điều ta biết cũng không nhiều. Long Phượng sơ kiếp là tranh đấu của ba tộc, nhưng nguyên nhân là do La Hầu xúi dục. La Hầu dùng sát chứng đạo, hận không thể quậy cho thế giới xảy ra gió tanh mưa máu, chết càng nhiều người càng tốt. Mà Vô Thiên thực chất cũng là một quân cờ của La Hầu. Vô Thiên, sen đen. Lá sen đeo ở ngực của hầu cô nương là sen đen, lẽ nào là lực lượng của Vô Thiên? Như vậy, kịch bản quả thật đã sâu chuỗi lại. La Hầu tạo ra ma tộc, khống chế Vô Thiên gây rối thiên địa, đạt được mục đích để mình dùng sát chứng đạo. Vậy nên sau khi hầu cô nương bị sen đen mê hoặc mới chém giết khắp nơi. Sen đen bị Lý công tử tương kế tự kế, dễ dàng luyện hóa thành 18 tầng địa ngục. Vậy thực lực của Vô Thiên so với Lý công tử chắc không đáng nhắc tới. Nhưng La Hầu suy cho cùng là La Hầu quấy rối trời đất, Tử Tiêu cung vốn nên ngăn cản hắn mới đúng. Nhưng Hồng Câu triệu tập mọi người tới Tử Tiêu cung thương nghị. Dùng 8 chữ đã khái quát cục diện tương lai, đó chính là Thiên đạo nghèo nàn, tuyệt địa thiên thông. Ý là Hồng Câu mặc nhận dung túng hành vi của La Hầu, phải. Ta không hiểu, ta cũng không cam tâm. Hồng Câu là đạo tổ, tại sao hắn? Lý công tử có biết La Hầu không? Hắn rốt cuộc là tồn tại như nào? Cái này phải bắt đầu kể từ trước khi mở ra trời đất. Có điều ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được từ trong câu chuyện thôi. Thật giả phải đợi kiểm chứng. Ta hiểu, ta hiểu. Lúc đó trời đất chưa mở, thế giới vẫn là một phiến hỗn độn. Trong hỗn độn sinh ra 3.000 thần ma, mỗi thần ma đều đại diện cho một con đường đại đạo. Bàn cổ, La Hầu và Đồng Câu đều là một trong 3.000 thần ma. Bàn cổ dùng lực chứng đạo, đi ngược với sự phản đối của các thần ma khác, chém mở hỗn độn. Lại bị 3.000 thần ma vây đánh. Hắn dựa vào sức một mình giết hơn một nửa 3.000 thần ma thì cũng kiệt sức. Cơ thể hóa thành một phần của thế giới mới. Nguyên thần hóa thành Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, nhục thân tinh huyết hóa thành 12 tổ vu. Hậu thổ nương nương cũng là một trong số đó. Phụ thần vĩ đại, bất luận là thực lực, tâm cảnh hay phẩm cách đều vì sáng thế mà sống. Không sai, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là làm giá y cho người khác. Bàn cổ hóa thân vạn vật mà 3.000 thần ma còn lại kia bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế của thế giới này. Mà Hồng Câu đó chính là người thắng đậm nhất. Hòa vào thiên đạo, còn trở thành đạo tổ. Chẳng trách hắn coi như điếc như mù với hành vi của La Hầu. Các người không biết cũng là điều bình thường. Hắn không những không dám để các người biết, hơn nữa còn làm yếu đi lực lượng của các người. Dù sao các người đều là do bàn cổ huyễn hóa, tương đương hóa thân của bàn cổ. Long Phượng sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến và Phong Thần lựa kiếp. Đều do hắn bố trí để đích hệ của bàn cổ tàn sát lẫn nhau, làm yếu đi lực lượng của bọn ta. Hắn không những đã làm được. Còn thu nhận Tam Thanh do nguyên thần của bàn cổ huyễn hóa làm đệ tử, dùng thân hợp đạo, muốn thay thế thiên đạo. Hắn đoạt lấy hết tất cả thành quả của phụ thần. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.